Tuyết Mai xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, những cánh rừng bạt ngàn luôn ẩn chứa biết bao nhiêu điều bí ẩn, nhất là những câu chuyện có thật về người rừng tại Việt Nam đã từng gây xôn xao dư luận trong nước và quốc tế. Vì nhiều lý do khác nhau mà họ đã sống hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài, chọn rừng già làm nơi trú ngụ và lấy thú rừng, cây cỏ làm nguồn thức ăn nuôi sống bản thân. Đây chính là câu chuyện của hai cha con người rừng sống biệt lập với thế giới bên ngoài tại cánh rừng của xã Trà Sinh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Chi tiết câu chuyện này ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Hai cha con người rừng 40 năm sống giữa rừng sâu. Sự việc hai cha con người rừng Hồ Văn Thanh 81 tuổi và Hồ Văn Lang 41 tuổi, dân tộc Co, trở về hòa nhập với cộng đồng sau 40 năm sống giữa rừng sâu đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận trong nước và quốc tế. Câu chuyện của họ thậm chí còn được đăng tải trên các báo quốc tế khác. Người ta đã gọi hai bố con anh là chúa tể rừng xanh trong đời thực. Những bậc cao niên từng sống với ông Thanh chỉ nhớ rằng khoảng giữa năm 1972, ông Thanh là du kích địa phương. Năm đó, Hồ Văn Thanh đi bộ đội đóng quân gần nhà, rồi nhà ông Thanh bị bom rơi trúng. Nghe tiếng bom rội, anh tức tốc chạy về thì thấy căn nhà chỉ còn là đống đổ nát, khiến mẹ già cùng hai người con đầu của ông mất. Hoảng loạn trước sự ra đi thảm thương của mẹ và hai con trai, anh bộ đội hồi đó ôm đứa con hơn 1 tuổi chạy vào rừng sâu, sống cách biệt. Từ đó, dân làng Trà Kem không còn gặp lại họ. Hai cha con tự kiếm ăn và sinh sống tại những ngôi nhà trên cây, di chuyển sâu hơn vào rừng mỗi khi ngôi làng lân cận mở rộng diện tích. Theo lời kể của những người già trong làng, chuyện cha con ông Thanh trở thành người rừng, sống biệt lập với mọi người xảy ra cách đây khoảng hơn 40 năm. Vào rừng, ông Thanh tự dựng một túp lều nhỏ trên thân cây cao làm nơi ở để phòng thú dữ. Cha con người rừng bắt đầu một cuộc sống mới đầy thách thức, giữa núi rừng thâm u không một bóng người. Chừng 10 năm sau đó, một nhóm người làng Trà Kem trong một lần đi rừng đã tình cờ gặp lại cha con ông Thanh. Ông Đinh Văn Hùng, bí thư đảng ủy xã Trà Sinh tiết lộ, có một lần lâu lắm, chính quyền địa phương khi biết chuyện đã vào rừng thuyết phục cha con ông Thanh về làng sống vì ở đấy nguy hiểm, thiếu thốn, thú dữ rình mò, tấn công. Nhưng về làng chưa được bao lâu, ông Thanh cùng con trai quyết định quay lại chỗ cũ vì nhớ rừng xanh. Trước khi đi, họ không quên mang theo lúa, mè, mía để gieo trồng kiếm cái ăn. Để ngăn thú dữ và người lạ đột nhập vào cấm địa, cha con người rừng còn làm những cái bẫy trông đặt khắp mọi nơi xung quanh nơi ở. Thì thoảng có người làng đi tìm trầm ghé ngang nơi cha con ông ở cho vài bộ áo quần, nhưng họ bảo không thể mặc được vì đã quen ở trần, đóng khố. Nơi ở của cha con ông Thanh nhìn từ xa như một tổ chim lớn trên cây trò già. Để tồn tại giữa rừng già hoang vắng, ngoài việc làm chòi lá trên cây cao tránh thú dữ, cha con ông Thanh còn biết ủ cho bếp, giữ lửa hay đến những khu dãy lân cận tìm giống lúa, bắp, mè, mía và thuốc lá mang về trồng. Kiểm tra căn chòi, dân làng phát hiện nhiều loại thịt thú rừng, trong đó có thịt chuột phơi khô và hàng chục ống lồ ô lớn, chứa đầy lương thực dự trữ như lúa, mè và ớt khô. Đi một vòng quanh khu rừng có 4 căn chòi lá của cha con ông Hồ Văn Thanh là khu vườn có rất nhiều cây trái ngọt lành. Ngoài lúa thì sắn, ngô, khoai lang, bắp là những thực phẩm chính được trồng đan xen nhau trong khu vườn. Đặc biệt, khu vườn không thể thiếu trầu cau, thuốc lá và chè. Nhiều người cho rằng chính nhờ những chất kích thích quý giá này mà cha con ông Thanh tồn tại qua mùa đông dài lạnh lẽo, bất chấp việc không áo quần, chăn ấm. Gói cẩn trọng và treo nơi kín đáo nhất là món đồ cúng gọi hồn của ông Thanh. Đó là một cái chuông nhỏ bằng đồng, bên cạnh đó là những hạt cườm óng ánh, to bằng hạt đậu, sâu thành chuỗi bọc quanh chuông. Điều này chứng tỏ không chỉ cố gắng tồn tại về thể chất, hai cha con người rừng Hồ Văn Thanh cũng chuẩn bị chu đáo cho cả đời sống tâm linh của mình. Con đường dẫn vào lãnh địa nếu đi lạc là dứt khoát dính bẫy. Nhiều người co dưới làng lén phém vào khu dãy của ông cũng đã dính trông rồi. Bẫy của già Thanh vừa phòng ngừa thú dữ, vừa bắt thú ăn thịt, vừa là thành lũy răn đe người miền xuôi bén mảng đến nơi ông sinh sống. Hơn 40 năm sống nơi thâm sơn cùng cốc, biệt lập hoàn toàn với thế giới con người, người cha Hồ Văn Thanh và đứa con Hồ Văn Lang từ rừng sâu trở về làng. Câu chuyện đắng lòng của chiến tranh, tình cha con đang tái hiện ở thôn Trà Kem, xã Trà Sinh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.
Tuy nhiên, một người con trai khác của ông Thanh là anh Hồ Văn Chí vẫn sống sót sau vụ ném bom. Anh Chí đã đi tìm kiếm cha và anh trai trong nhiều năm, đến thăm thường xuyên và cố gắng thuyết phục họ trở về nhà. Cuối cùng, khi sức khỏe của ông Thanh dần yếu đi, hai bố con mới trở về dần thích nghi với nền văn minh. Ngày trở về, hai cha con ông Thanh vẫn còn lạ lẫm với mọi người, nằm thoi thóp trên chiếc giường ở trạm xá để truyền dịch. Nhưng hình như cảm giác chiến tranh vẫn chưa dừng lại nơi tâm tưởng người cha gầy khô này. Ông Thanh được đưa vào trung tâm y tế huyện chăm sóc nhưng vẫn chưa trò chuyện được nhiều lắm. Còn người con được tạm thời về sống tại nhà của ông Hồ Văn Tâm là anh con bác ruột ở xã Trà Phong. Nói chuyện với mọi người, ông Lang với nét mặt ngỡ ngàng, đôi mắt vẫn đăm chiêu hướng về nơi đại ngàn. Toàn cuộc nói chuyện, ông chỉ liên tục nhai trầu, hút thuốc. Theo lời kể từ ông Hồ Văn Chi, con út ông Thanh, thì khi ông Thanh trốn vào rừng sâu cùng anh trai, lúc ấy ông Chi chỉ chưa đầy 3 tháng. Sau đó khi biết cha mình còn sống, một vài lần ông Chi cùng người chú ruột có vào rừng để tìm gặp lại cha, nhưng không thuyết phục họ quay lại làng được nên đành để họ sống trong rừng. Sau đó cứ mỗi năm một lần, ông Chi lại gùi muối, mắm và những vật dụng cần thiết vào cho cha và anh sinh hoạt, nhưng rất ít khi họ dùng đến. Mỗi lần vào thăm cha và anh, tôi thường phải ngủ dưới suối chứ không dám lên chòi ngủ cùng họ, vì sợ lắm. Ông Chi nói, sống trong rừng sâu từ lúc nhỏ, giờ đây ông Lang không còn giống người bình thường. Dáng đi khum co, tay chân chậm chạp, ánh mắt đờ đẫn, xung quanh nơi ở cha con người rừng là những vật dụng tự chế. Bên trong những ống lồ ô, dựng quanh nhà còn có cả lúa, hạt mè, dùng làm hạt giống cho mùa sau. Tài sản duy nhất trong căn chòi ấy không có gì khác là hai bộ áo ấm được làm từ vỏ cây, chỉ để dùng khi mùa đông đến. Ngay khi gặp lại cha, ông Chi đã tìm cách bắt chuyện, nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự lặng thinh. Thi thoảng ông Thanh lại cất lên giọng nói bằng tiếng co, nhưng không tròn vành, rõ tiếng. Ông Thanh và anh Lang chỉ nói một loại ngôn ngữ rất hạn chế của dân tộc Co. Sau hơn 3 năm trở về với cuộc sống thường, người rừng Hồ Văn Thanh vẫn nhớ rừng xanh, ít ra ngoài và hầu như không nói chuyện với ai. Còn Hồ Văn Lang đã muốn cưới vợ, nhưng vẫn sợ trâu bò và thích sống trong liều lá giữa núi rừng, chứ không muốn về nhà. Do đó dù về với làng, nhưng qua ánh mắt họ vẫn thấy rõ khát khao muốn được trở lại nơi mình đã sống trong rừng sâu suốt 40 năm qua. Khi người rừng Hồ Văn Lang rời đại ngàn, ngơ ngác như đứa trẻ, thấy gì cũng lạ, cũng sợ. Nhưng giờ ở tuổi 51, sau 10 năm trở về với cuộc sống văn minh, hiện đại, anh đã có cuộc sống mới, biết nuôi trâu, trồng chuối, bán và chẳng muốn trở lại rừng già. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có thể tồn tại trong cánh rừng già, nhưng hiển nhiên có thể thấy cuộc sống của họ quá đơn sơ, nếu không muốn nói là thiếu thốn đủ đường. Thật đáng mừng cho họ và cuối cùng đã có thể quay về với cuộc sống văn minh, hòa nhập lại với cộng đồng và càng hy vọng cho người rừng còn có thể tìm được hạnh phúc riêng của mình. Tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.